JD, what you doing? Trời ơi, con kìa. Làm gì vậy con? Hả? Con làm gì vậy? Con chơi cát hả? Con nói đi cát. Nói cát đi con. Nói cát đi. Trà đó, uống trà đi. Làm bộ thôi nha, làm bộ thôi. Rồi, giỏi, làm bộ thôi chứ đừng uống thiệt nha. I go too. Yeah. Giỏi quá. Không, cô chú thấy có cái hồng thùng cá này có lý không? Để chạy dọc cá. Đây đang sàn độc sản đó cô chú. Cát quá nhiều sản. Sao nữa? Uống. Ngon quá, thank you very nhiều. Đừng làm đổ. Đừng làm đổ cát hết cát bây giờ. Good job, JD. Bây giờ đi ra tàu chơi không? Ra tàu đi, thôi bỏ xuống đây đi, bỏ xuống đây đi. Bỏ hết xuống đây rồi đi ra tàu chơi con. Bỏ xuống đây đi, còn chút nữa vô tàu chơi trong giờ. Đi. Đi, ra tàu chơi, đi. Ra tàu đi, ra thẳng cho tàu mình đi. Hả? Thì sao? Đi nắm tay mẹ. Đi nắm tay mẹ. No, đi chứ no, gì mà no. Cho gago. Mặc đeo vô đây kìa. Đeo vô. Cái gì vậy? Làm gì vậy? Lại cho bà cố thổi đi, con cho bà cố thổi đi. Thổi cố. Lại giục mẹ cái chai xuống bên đường luôn. Dưới sông à? Ăn rồi đó, giục đồ dưới sông miết luôn con này nè. Nè, đeo vô, đeo kiến vô nè. Cái đó là bia của ba đó, còn lại môi móc gì. Hey, coi chừng nè, coi chừng nè. Oh, no, don't do it in front of her eyes. That's so dangerous. Go away though. Let me say, don't do it. Thấy chưa? Con xém ngã là mẹ nâng con liền theo chơi dây. Gì vậy bà hai? Tôi nghe hay quá, tôi mừng chứ sao. Ơi, nó coi nó xém ngã là con nâng nó liền mà. Ai mẹ nói gì đâu. Con ngã là mẹ nâng mà. Không, tôi gọi vậy, mừng quá. Tao con, mình cũng mừng quá. Mừng quá, đây nè. Theo vô đi. Đừng có giục nha, ê, giục cái đó là tao đập cho một đập đó. Rất thương kỳ cục quá không. Ăn rồi cái đồ gì cũng đem giục xuống sông này hết à. Người cho mua mốt mà cái đồ này mà trong nhà mà nhà của chay mà muốn tìm đồ đâu rồi nhìn lặn xuống sông tìm. Đó, phải đó. To rap all night to get lucky. We up all night to get lucky. We up all night to get lucky. Bé nhà, giục bé nhà. Louder please. Louder please. What you do? Mừng kìa. Quá cỡ. Đừng sợ mất cỡ quá. Mất cỡ biết đừng làm gì á. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark. Let's go. Làm lại coi, tự nhiên quên đã gì vậy tự nhiên cầm lặng thôi. Safe as last, đúng rồi, safe as last, đúng rồi, làm vậy đúng rồi đó đó, safe as last là phải làm vậy đó cô chú. It's the end. Wow. I thought we were great. You took your love back. Hả? Làm gì vậy? Hi.
Làm sao? À, báo quá hả? Con nói đi báo. Đây mày ấy tóc rồi nè. Trời ơi vậy. Ủa vậy cũng được luôn á hả? Thì sao? Trời mưa hả con? Mưa. Mưa đúng rồi. Chay còn nhớ làm mưa làm sao không ta? Hồi đó chay hay làm mưa lắm, bây giờ chay còn nhớ làm mưa không? Làm mưa làm sao ta? Perfect. Quay lại coi. Quay lại đi cô gái. Em còn nhỏ em biết làm mưa. Phía sau đây đây, mẹ đang ngồi một phía sau một cô gái đây. Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn. Thì sao? No. No cái gì? Đó. Phía sau một cô gái là một người mẹ cầm camera quay. Đúng rồi đó. Thấy không? Không ai cười, có mình con mẹ cười thấy không? Không mày miếng này. Không miếng rồi. Không kêu không miếng không chịu không mà. Rồi sao? Mấy cái cây viết để vẽ cái này. Nô, tao giọng cho một giọng chứ nô. Đây nè, mấy cái cây viết để vẽ chỗ này đâu? Dục ở đâu hết trơn rồi? Hả? Dục đâu hết trơn? Chuyên đề á. Đi, mẹ xe vẽ không? Rồi, vẽ nè. À mẹ chưa? À mẹ đi. Vẽ không? Vẽ. Cô nói đi. Mẹ. Mẹ. Vẽ. Vẽ. Cô nói nè, bê bê. Bê bê. So cute. Nói lại coi, bê bê. Vẽ không? Nói đi, bê bê. Bê bê. Nói lại đi, nói nghe không đã vậy nè. Nói đi, bê bê. Bê bê. Cười, bệnh miệng lại cười sao? Bệnh miệng cười. Bê bê, bệnh miệng lại cười sao? Bệnh miệng lại mới đủ bộ. Để lên. Nè, dễ không? Nói đi, bê bê. Bê bê. À, dễ đây. Bê bê. Oh, good job, JD. Mấy cái cây bút quá, mấy cái cây viết mà để vẽ chung với cái này nè. Là chỉ cần chỉ vẽ trong cái tập này được thôi, thấy không? Cái mua về, vẽ trong cái tập này được thôi, nó không chịu. Nó đòi cái cây bút này nè, vì được vẽ lên móng tay nó mới chịu, chứ còn không là nó không chịu. Ê, mới nói, không được nữa, no. No. No, chạy đi. Đó, thấy chưa, mới nói thì phải gì đừng nói được rồi. Đó. Nó đòi mấy cái cây viết mà có vậy đó, nó mới chịu, coi được đời nó không. Còn mấy cây kia là chỉ vẽ vô cuốn tập này không là đưa nó không chịu. Xấu quá, yêu. Yêu, chạy đi, yêu. Chạy đi, yêu. Trời ơi, coi đó. Oh. Ew. Ew. Don't do that. Con nghĩ vậy là đẹp á hả chay? Đâu đẹp đâu con. Từ giờ về sau mẹ nói cho con nghe nè, từ giờ về sau mà mẹ cho con ra tiệm của mẹ là mẹ cấm con là không được cho con sơn nghe chay. Từ giờ về sau là mẹ không cho làm cái điều đó nữa đâu. Ừ. Bỏ cái tật đó đi. Đó, thấy ấn chưa? Con nghĩ vậy là đẹp là gì hả chay? Con chưa tới cái tuổi để làm mấy cái này đâu nghe chay nha. Từ giờ về sau là cấm ra, không cho mấy cô sơn tay chay nữa. Rồi, rồi cô nói kìa, không cho sơn nữa nha, tự lấy viết cái sơn rồi giờ sao? Chịu đời nổi không? Coi kìa, có mặt làm nail kìa. Mặt làm giống mẹ dữ vậy? Trời ơi trời. Nó chăm chú ghê kìa. Nó mỏ chu chu nữa kìa, đó. Wow. Quá luôn, quá chăm chú luôn. Ôi, đổi hướng rồi quay vậy. Đó giờ qua bên kia vẽ luôn rồi. Rồi. Đó, tới đó luôn. Rồi bỏ tay lên. Đi về chưa? Ớn ăn mà thì chưa vào. Gì á? Yêu. Đứng lên, yêu đâu, đứng lên, lẹ lên.
Thôi không dí được, thôi về con ơi. Đi, đi về này chay. No, về mà no. Giọng cho một giọng bây giờ. Ồ, đằng kia có con gì lạ lạ, nó cao dữ vậy chay. Cái con gì con nó mà cao dữ chay. Thấy tao con trước mặt con không? Con nó con gì á, cao quá vậy. Rồi tự nhiên thằng ngồi xuống đó nữa. Bứt cỏ. Bứt cỏ. Đây 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 đây. Coi làm gì nha. Ê. Rồi xuống hết rồi kìa chay. Có một mình cái con này là con này con gì mà nó dài với nó cao dữ này chay nè. Chị đi. Gì vậy chay? Ồ, cái đó cái gì á? Wow, cái đó cái gì á? Hả? Cô nói gì? Thôi đừng xuống, xuống. Ê, ê. Rồi mấy bạn đi rồi, bye bye mấy bạn đi. Bye bye đi. Bye bye. Ai gọi? Đứng lên coi. Đúng rồi, bỏ vô xe đi. Một cái thôi mua mốt mình mua nữa thôi, mua màu cam đi. Nói nghe nè, ê một cái thôi, mua màu cam đi. Đừng mua mấy màu khác. Rồi thôi rồi bà chay chay chay. Bỏ rồi nó bỏ vô liên tục liên khúc luôn kìa. Giờ nó có cái xe này rồi cô chú. Thôi được rồi. Mua hai cái nha, mua hai cái nha. Rồi vậy mua hai cái, rồi mua hai cái. Rồi đi 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 đẩy tiếp đi con, đi đi. Đẩy đi, biết đường đẩy không, đẩy đi con. No, đây nè có rồi nè, đây nè chay có rồi nè chay, chay chay chay. Yeah, this is yours. Ok, put it in. Rồi đi đẩy tiếp đi, đẩy tiếp đi mua đồ tiếp. Nè đẩy xe đi, đẩy xe đi. Đúng rồi, đẩy đi đi. Không thích đi đâu, đẩy đi nè. Đẩy sao? Gì lấy gì nữa? Thôi, bậy không. Đừng mua mấy này đi. Đi đẩy đi con, đẩy đi. Đẩy điều khiển chiếc xe đi con, đây này mày chỉ cho. Đúng rồi. Trời ơi, coi đi rồi cô chú coi kìa. Đó, chị đi chợ cái cô chú. Lên đẩy qua lại, bẻ quá đi. Trời ơi sao mắc kẹt hoài vậy. Thì sao vẽ hả? Chưa, mình phải trả tiền mình mới vẽ được, chưa vẽ đâu. Chút nó đi vẽ rồi đẩy tiếp đi, đẩy đi con. Hả? Chú này chín hết rồi. Chú này thấy muốn chín hết rồi. Lấy không? Lấy hai trái thôi nè, đây nè, bỏ vô vỏ con đi. Bỏ vô vỏ đi, đi em bỏ vô vỏ lẹ lên. Em bỏ vô vỏ xe lẹ lên. Đúng rồi, mình đi chợ mà, bỏ vô. Nhẹ thôi. Dục cái kiểu đó là đồ đồ ăn cha. Hả? Đi, lẹ lên. Rồi mua dầu gội nè hả? Hả? Tóc giống đang trường mà còn mua dầu gội nè. Đẩy đi con, đẩy đi. Đẩy đi. Trời ơi, cái gì vậy? Thấy gì nữa? Đẩy xe đi, mất đồ bây giờ. Chạy đi. Chạy nhớ một con siêu thân. Rồi lại đẩy xe đi. Đó, cái đó đi làm gì á? Cái này dành cho mấy anh chị lớn nè, con chưa chơi cái này được đâu. Chưa chơi được đâu. Trời, thấy chưa? Thấy chưa? Hư của người ta.
Dạ, bà cố bà lại bà cho chay ăn cheese nè. Không có chờ ngon. Chay ngang nó. Vậy hả? Nó ưa chứ không phải bà hay ưa hả? Ngon không con? Ngon không? Trời ơi, nó khoái ăn cheese một cách lạ lùng. Em bé đầu buộc rồi, cứ ăn à, ngồi cái chân là đó. Ngon không? Ngon không? Con nói đi. Cheese. Cheese. Trời ơi, xin thêm miếng nữa đó. Trời đất ơi. Rồi, đi. Ừ, ok. Ớn chưa? Cái bánh mì bữa hổm bà mua đâu hà. Kia kìa, ở dưới á. Ôi trời ơi, rồi ướt nhẹp rồi. Cát ướt nhẹp hết rồi con. Ồ, ồ. Vâng, mặt qua kìa. Gì vậy? Gì vậy con? Cát ướt nhẹp hết rồi sao chơi? Hả? À, mưa hoài. Ủa nãy đây có mưa bà? Chỗ con đây đâu có mưa đâu. Chỗ con, chỗ con đi không có mưa. Dơ quá ẹ. Rồi bỏ xuống đi con. Ồ, thấy chưa? Thấy cát dơ chưa? Đâu có lọc sàn gì được đâu. Ướt nhẹp hết trên là đâu có lọc sàn gì được. Trời ơi, vậy cũng chơi gán chơi. Đó, thấy chưa, thấy chưa. Yêu. Thôi, chết rồi, chết rồi. Yêu. Yêu. Dơ quá, đi ra đi, đi ra đi. Đừng chơi nữa, đi ra đi, lẹ lên. Yêu. Yêu đâu, đưa mẹ coi coi. Đưa mẹ coi yêu đâu. Trời đất ơi, ghê chưa. Phủi, phủi đi. Đúng rồi, phủi, thổi. Thổi. Ôi, đó có yêu quá trời yêu rồi, con đó xuống rồi. Dạ. Rồi đâu? Đi đâu à? À đi ra đuổi mấy con đó đó hả? Bước xuống. Trời ơi, nhảy xuống từ từ nữa. Trời ơi, bước vào cục đó. Cô chú thấy chay đi không? Biết là mình chuẩn bị đi đâu đó chứ phải. Từ từ thôi. Đi theo dí mấy bạn đó rồi đó. Gì? Gì đi sụt lùi nữa. Thấy chưa? Nay ít quá, nay có ít mấy con đó quá nên sẽ không có làm khó chay đâu. Khỏi cần phải đem vũ khí con. 2, 4, 6, 7 con à. À, còn một đám đằng kia nữa, một đám bằng parking lot nữa. Ồ, cái gì á? Gì rồi? Làm sao? Hả, rồi gì? Thôi trở về đi, trở về. Trở về, trở về. Trời ơi, có tướng bả kìa.